Xin chào các bác. Thì buổi mai em có một chuyến đi Hải Phòng nâng cấp đôi cho một bác khách. Thì tiện thể em cũng có thông báo để các bác nào ở khu vực Tiên Lãng Hải Phòng hoặc là ở khu Hải Phòng mà có muốn nâng cấp setup vang thì tiện thể em có thể là em sẽ nâng cấp và setup vang cho các bác. Thì vang thì em vẫn rất là sẵn những hàng vang cao cấp của DB như S750, S800, S900, S690. Đấy, hoặc những dòng vang cao cấp của CF như Q9, TKT88 đấy, và những dòng mic thì hoặc các bác có thể là nâng cấp đẩy 3 kênh của DB 2610 2810 hoặc như con những đôi loa nâng cấp loa thì em có thể em hỗ trợ và em sẽ xét lại luôn một chút cho các bác. Loa thì vẫn rất là sẵn những mẫu như PV, CAF, LEX hoặc là rất là nhiều mẫu. Thì các bác có thể là tham khảo, thì em cũng đăng lên một video khá là ngắn thì để thông báo cho các bác biết. Để các bác có tiện hoặc có nhu cầu thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0978 790 655 thì để em sẽ hỗ trợ các bác một cách tốt nhất. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video.